Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự quốc phòng chiều ngày hôm nay. Và sau đây là bản tin chi tiết. Vì sao Hải quân Việt Nam cần tạo lớp tàu tên lửa của riêng mình? Hoán cải và thiết kế ra một lớp tàu tên lửa tấn công nhanh của riêng mình, vừa có thể chủ động về số lượng, lại đảm bảo hậu cần đồng bộ với các tàu chiến phổ biến trong biên chế. Đây có lẽ chính là lối đi tiết kiệm và nhanh nhất cho chúng ta hiện nay nếu muốn thực hiện một cuộc cách mạng đối với lực lượng hải quân nước nhà. Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục theo đuổi các mục tiêu hiện đại hóa với tham vọng xây dựng quân đội nước này thành lực lượng đẳng cấp thế giới vào năm 2049. Tuy nhiên, một bài báo gần đây cho biết Trung Quốc nằm mơ cũng không có được thứ Mỹ đang sở hữu, tên lửa hải quân thì còn kém xa. Thực hư ra sao? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cụ thể trong video ngay sau đây. Vì sao Hải quân Việt Nam cần tạo lớp tàu tên lửa của riêng mình? Hiện nay, Hải quân Việt Nam vẫn còn đang trang bị trong biên chế một số lượng không nhỏ tàu phóng lôi và tàu tên lửa đã có tuổi đời rất lâu. Vũ khí trang bị lạc hậu, tính năng kỹ thuật không còn được đảm bảo, đòi hỏi sự thay thế. Trong giai đoạn 1970-1980, Liên Xô đã viện trợ cho ta số lượng các tàu phóng lôi lớp Sesen đề án 206, Tia đề án 206M và các tàu tên lửa lớp Osa đề án 205. Các tàu này đến nay qua một thời gian dài sử dụng đã không còn đảm bảo tính năng kỹ thuật tốt, vũ khí lạc hậu cần có sự thay thế gấp trong tương lai sắp tới. Tàu tên lửa Osa đề án 205 có lượng giãn nước đầy tải 210 tấn, dài 38,6 m, rộng 7,64 m, trang bị 3 động cơ diesel cho phép nó có thể đạt vận tốc tối đa hơn 40 hải lý trên giờ và thủy thủ đoàn 28 người. Vũ khí trang bị là 4 tên lửa P-15 Thermite và 2 pháo cao tốc AK-230, nòng đôi cỡ 30mm. Việt Nam đang biên chế 8 loại tàu này. Tàu phóng lôi Sesen đề án 206 có lượng giãn nước đầy tải 172 tấn, tàu dài 34,08 m, rộng 6,72 m, trang bị 3 động cơ diesel cho phép nó đạt vận tốc tối đa hơn 40 hải lý trên giờ và thủy thủ đoàn 24 người. Tàu trang bị 4 ống phóng lôi sử dụng ngư lôi chống tàu mặt nước cỡ 533 mm, loại Type 53-65, tầm bắn hơn 20 km. Việt Nam đã nhận hơn 15 loại tàu này. Tuy nhiên, đến nay, do không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật, đã chuyển một số hoán cải thành tàu cảnh sát biển. Mặc dù vậy, vẫn còn ít nhất 4 tàu đang phục vụ. Tàu phóng lôi Tia, đề án 206M có lượng giãn nước đầy tải 250 tấn, tàu dài 39,6 m, rộng 7,6 m, trang bị 3 động cơ diesel cho phép tàu đạt vận tốc tối đa hơn 40 hải lý trên giờ, thủy thủ đoàn 30 người. Tàu cũng trang bị 4 ống phóng lôi sử dụng ngư lôi 533mm, loại 53-65, có tầm bắn tối đa hơn 20 km. Hiện nay có 5 tàu này đang phục vụ trong Hải quân Việt Nam. Một điểm chung của các tàu chiến loại cũ này của Hải quân Việt Nam là có lượng giãn nước rất nhỏ, chỉ tầm 200 tấn, không thể đi biển xa, không thể thực hiện các nhiệm vụ ở trường xa, vũ khí đã lạc hậu, không còn đảm bảo tính năng kỹ thuật, yêu cầu cần sự thay thế gấp. Tuy nhiên hiện nay, nguồn kinh phí của quân đội ta đang rất hạn hẹp, không thể nhập khẩu thay mới toàn bộ các tàu này bằng loại tiên tiến hơn. Trong khi đó, số lượng tàu hộ vệ tên lửa và tàu tên lửa tấn công nhanh hiện đại thì số lượng hiện nay vẫn còn hạn chế, chưa thể đảm đương hết các trách nhiệm nặng nề trên toàn bộ vùng biển rộng lớn của nước ta. Câu trả lời cho lối đi hiện nay là chúng ta sẽ tạo ra một lớp tàu tên lửa tấn công nhanh dựa trên những công nghệ ta sẵn có, với thiết kế vô cùng tốt mà đang có mặt trong cả lực lượng hải quân và cảnh sát biển Việt Nam, đó là tàu TT-400TP. Năm 2009, Việt Nam chính thức đặt ký chiếc TT-400TP đầu tiên số hiệu HQ-272, với giá trị hợp đồng của mỗi tàu khoảng 1 triệu USD, chưa vũ khí. Từ đó, Việt Nam đã đóng 6 tàu TT-400TP cho Hải quân và 9 tàu TT-400 cho Cảnh sát biển, tự chủ hoàn toàn thiết kế tàu pháo và đã không còn phải đi nhập từ nước ngoài. Điều này giúp cho Việt Nam tiết kiệm được kinh phí rất lớn, tự quyết định được số lượng tàu đóng mới mà không cần thông qua nước ngoài và mở cả tiềm năng xuất khẩu. Thực tế cho thấy TT-400 là một lớp tàu tuần tra ưu việt, qua sự kiện HD-981 đã cho thấy sự bền bỉ và đáng tin cậy của TT-400. Tàu có lượng giãn nước hơn 400 tấn, tốc độ tối đa 30 hải lý trên giờ. Nói về thiết kế tàu, đây là tàu do Việt Nam tự đóng dựa trên bản vẽ sơ bộ tàu lớp Lan mua từ Ukraine. Không chỉ có tàu pháo tuần tra, còn một số biến thể nữa của lớp Lan mà chúng ta nên chú ý, đó là tàu tên lửa tấn công nhanh. Tàu tên lửa tấn công nhanh lớp Lan được trang bị hai bệ KT-184, sử dụng tên lửa KH-35 đặt ở phía đuôi tàu, đối diện nhau tương tự như cách sắp xếp hai bệ phóng KT-184 trên tàu Gepard 3.9.
Trong thời điểm hiện tại, tên lửa KH-35 vẫn đang là tên lửa đối hải phổ biến nhất của Hải quân Việt Nam với số lượng lớn. Hơn nữa, Việt Nam cũng đang có dự án tự sản xuất tên lửa VCM-01 dựa trên KH-35, cho thấy đây vẫn sẽ là chủ lực của lực lượng ta trong thời gian tới. Có thể thấy ở thiết kế tàu TT-400 dành cho Cảnh sát biển Việt Nam, phần phía sau của tàu chứa khoảng không gian rất rộng, hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu đặt hai bệ phóng tên lửa KT-184 tương tự như lớp Lan. Chính vì vậy, việc chúng ta có thể mạnh dạn hoán cải và thiết kế ra một lớp tàu tên lửa tấn công nhanh của riêng mình, có thể vừa tự chủ về số lượng, lại đảm bảo hậu cần đồng bộ với các tàu chiến phổ biến trong biên chế, đồng thời sử dụng vũ khí mạnh mẽ và đặc biệt là giá thành vô cùng rẻ. Đây có lẽ chính là lối đi tiết kiệm và nhanh nhất cho chúng ta hiện nay nếu muốn thực hiện một cuộc cách mạng đối với lực lượng hải quân nước nhà. Trung Quốc nằm mơ cũng không có được thứ Mỹ đang sở hữu, tên lửa hải quân thì còn kém xa. Trong suốt năm 2020, Trung Quốc tiếp tục theo đuổi các mục tiêu hiện đại hóa với tham vọng xây dựng quân đội nước này thành lực lượng đẳng cấp thế giới vào năm 2049. Trong một động thái thu hút nhiều sự chú ý, Lầu Năm Góc tháng trước đã công bố một báo cáo về khả năng quân sự của Trung Quốc với tiêu đề Những phát triển quân sự và an ninh liên quan đến Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 2021. Trong tài liệu quan trọng này, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đưa ra nhiều dự báo về những gì quân đội Trung Quốc có thể làm, tất nhiên trên phương diện lý thuyết, với các cuộc chiến tranh trong tương lai. Báo cáo của Lầu Năm Góc viết, Chiến lược quốc gia Đại Phục Hưng Dân tộc Trung Hoa vào năm 2049 của Trung Quốc được tích hợp chặt chẽ với tham vọng tăng cường sức mạnh cho quân đội Trung Quốc. Năm 2017, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã đặt ra hai mục tiêu hiện đại hóa quân đội Trung Quốc trong bài phát biểu trước Đại hội Đảng lần thứ 19. Hoàn thành cơ bản hiện đại hóa quân đội Trung Quốc vào năm 2035 và xây dựng quân đội Trung Quốc thành quân đội đẳng cấp thế giới vào năm 2029. Trong suốt năm 2020, quân đội Trung Quốc tiếp tục theo đuổi các mục tiêu hiện đại hóa đầy tham vọng của mình, hoàn thiện và cải cách lớn về tổ chức và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu phù hợp với các mục tiêu đó. Cùng với một số kết luận khác, báo cáo của Lầu Năm Góc cho thấy Trung Quốc hiện đang sở hữu lực lượng hải quân lớn nhất thế giới với số lượng ước tính khoảng 355 tàu nổi và tàu ngầm. Tính đến năm 2020, Hải quân Trung Quốc đã được biên chế các nền tảng đa năng hiện đại. Trong tương lai gần, quân đội Trung Quốc sẽ có khả năng tiến hành các cuộc tấn công chính xác tầm xa nhằm vào tất cả các loại mục tiêu trên đất liền từ tàu ngầm và lực lượng tác chiến mặt nước bằng cách sử dụng tên lửa hành trình tấn công mặt đất, đặc biệt là tăng cường khả năng khuếch trương sức mạnh ra toàn cầu. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đang tăng cường các khả năng tác chiến chống ngầm và năng lực bảo vệ các tàu sân bay cũng như tàu ngầm, tên lửa đạn đạo của mình. Tuy nhiên, một báo cáo gần đây của Lầu Năm Góc hướng sự chú ý đến một khía cạnh khác. Trung Quốc có ít tên lửa hải quân hơn rất nhiều so với Mỹ. Jerry Hendricks, tác giả cuốn sách Trang bị và duy trì một lực lượng hải quân, cho biết còn rất nhiều thứ để so sánh chứ không chỉ là số lượng tàu. Con số thực trong cạnh tranh giữa hai quốc gia nằm ở số lượng tên lửa. Theo nguồn tin, mặc dù hải quân Mỹ chỉ có hơn 300 tàu tiền tiêu, nhưng họ lại có hơn 10.000 tên lửa tấn công phóng từ tàu chiến hoặc từ tàu ngầm như tên lửa chống hạm Harpoon, Naval Strike Missile và tên lửa tấn công đất liền Tomahawk. Trong khi đó, hải quân Trung Quốc chỉ có 4.168 quả. Một điều rất đáng chú ý là gần như tất cả các bệ phóng của hải quân Mỹ, 9.804 ống phóng, là các hệ thống phóng thẳng đứng Mark 41 có khả năng tương thích với nhiều loại đạn tên lửa khác nhau. Nguồn tin cho biết, theo nguồn tin cũng chỉ ra lợi thế tuyệt đối của Mỹ mà Trung Quốc nằm mơ cũng không có, đó là mạng lưới đồng minh. Trung Quốc không hề có đồng minh đáng tin cậy, Mỹ có nhiều. Mùa hè vừa qua, các lực lượng hải quân của Mỹ, Anh và Nhật Bản đã cùng nhau hình thành một hạm đội khổng lồ ở vùng biển phía nam Nhật Bản, gồm 3 nhóm tác chiến tàu sân bay, một tàu đổ bộ trực thăng và hàng trăm tên lửa tấn công. Và cuối cùng như thường lệ, nếu quý vị và các bạn thấy hay, hãy like và comment cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!